Nhiều bạn hỏi tại sao cứ phải sử dụng thức ăn thì chó mới làm các động tác, thì bằng phương pháp dẫn dụ. Lúc đầu ta dùng phương pháp dẫn dụ bằng mùi vị thức ăn hoặc vật chó ham thích thì chó mới làm. Sau đó ta sẽ giãn dần khoảng cách cho ăn hoặc giãn dần khoảng cách vật chó ham thích, thưởng vật chó ham thích. Hoặc sau khi nó đã thành lập phản xạ có điều kiện vững thì ta không cần, ta bỏ hết, ta không cần, mà ta chỉ cần khen bằng tín hiệu âm thanh giỏi là chó biết, thì tránh cái tình trạng là chó sẽ tự động làm. Ngồi cái ta chưa ra tín hiệu nằm, chó đã nằm, thì ta sẽ huấn luyện cháo đi. Có thể động tác ngồi ta có thể cho nằm, hoặc đang ngồi ta cho đứng, hoặc đổi lại cháo lại, để tránh tình trạng chó sẽ tự động làm các động tác trước khi ta phát khẩu lệnh. Thank you.